Hai Sang, chào tất cả mọi người nha. Chiều hôm nay rảnh không làm gì, trời thì cũng đã sắp tối rồi, nhưng mà Sang rủ hai đứa nhóc đi qua cái bản kế bên. Ở trên đây thì có một cái bản cũ của người làng của mấy đứa nhóc á, người ta chuyển nhà đi, người ta bỏ lại cái bản đó. Cái bản trên đó thì có một cái mít khá là to là mọi người, nó có rất là nhiều trái. Chiều hôm nay thì hai ba anh em Sang đang đi hái cái mít để về làm cái món tuổi thơ của Sang để ăn cùng với tất cả mọi người ở đây, là cái món mít chiên giòn nha. Giờ thì ba anh em tranh thủ đi đó, trời thì cũng sắp tối rồi, đi tới cái bản này thì cũng khá xa đó, bên đây này. Tới nơi chắc cũng trời cũng tối hẳn đó. Mọi người xem mấy đứa nhóc kìa, vui không? Sang thì khoái đi hái này hái kia cùng với mấy đứa nhóc lắm, tại vì đi như thế này thì mình thấy lại được cái tuổi thơ của mình. Giờ thì tranh thủ đi qua cái bản cái bên trước khi trời tối nha. Quá hả? Nhưng mà đừng có thả lỏng quá nha. Hồi rớt đèn pin trên cây là cưng đâu có thấy đường xuống đâu. Được chưa? Vừa chưa? Rồi bật đèn lên luôn. Rồi Sang với mấy đứa nhóc đi chiều giờ thì cũng đã đến được cái cây cây mít ở cái bản bản cũ của mấy đứa nhóc ngày xưa rồi nha mọi người. Ở đây là ngày xưa là một cái bản, mấy đứa nhóc thì nó ở đây lúc đó còn nhỏ thì nó ở đây, nhưng mà sau này cái chương trình 134 giờ nhà của mấy đứa nhóc đi lên trên một cái bản mới, nên cái chỗ này thì có một cây mít đây nè. Không có ai trồng cũng không có ai ai ăn hết cả mọi người. Cái mít này thì cứ mỗi năm ra trái, tới mùa trái thì rất là xê trái luôn nè mọi người, thấy không, ngạt từ trên xuống dưới luôn. Tới mùa trái thì mấy đứa nhóc nó, khi mà nó chín thì mấy đứa nhóc nó ra nó bẻ nó ăn thôi. Này thì cũng sắp chín rồi nên Sang với mấy đứa nhóc sẽ leo lên để mà hái vài trái ha. Rồi leo lên dẫn đây. Thái có leo không anh? Rọi đèn cho hai đứa leo luôn cho dễ, bỏ đèn pin xuống đó đi anh, rọi cho đỡ cho dẫn lên. Bây giờ cho hai đứa nhóc nó leo lên nó kiếm vài trái mít nha. Ô, người xem cái chùm mít kìa, ô nhiều ghê, đừng đào lên trái mít gãy hết để đợt sau còn ăn nữa. Được chưa? Rồi bây giờ đợi đợi cho dạ đợi đợi cho thằng thằng Thái lên nữa rồi hãy hái. Để anh đợi thằng Thái lên đi. Dạ ơi, cứ ngồi nó, đừng 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 hái nha, để anh đẩy cho thằng Thái lên cái đó, để hai đứa mà ngồi dưới đây xong một thằng ở trên nó hái thì rớt mít xuống chắc chết. Rồi lên, đạp lên đây. Dảnh thì leo giỏi, còn nhóc Thái thì nó leo dở hơn xíu, nên phải đỡ lên. Được không? Rồi, đạp lên cho mít đi, như Thái này đó. Được không? Đẩy, đẩy lít lên. Ôi. Mọi người xem ông này nè. À, xem mấy trái bên đây nè, coi cái trái nào chín không. Ui, 1, 2, 3, 4, 5. Ui, một chùm mọi người xem đây nè. Ui, quá trời trái luôn. Giờ thì kiếm trái nha. Giờ hai đứa kiếm cho anh cái trái nào mà nó không non mà nó cũng không không quá chín ha. Để về mình chiên á. Mấy đứa là có làm nó chiên cho. Lựa 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 trái nào mà nó như thế này nè. Đó, ra được không? Trái đó chín rồi. Chín chưa? Chín rồi, không được đâu. Ở đây 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 đây. Bên đây này. Ui, gần đây mà mình không thấy luôn ha. Thấy nó bự lắm này chảnh ơi. Nhưng mà cách nào để mình đem xuống? Bể hết. Dành leo xuống phụ cho thằng Thái hái trái này nè. Ôi, mọi người xem trái nè. Ôi, trên đầu có nhóc Thái rồi. Thái, khỏi trên đầu Thái. Nhiều lắm, cây này thì cũng không phải của ai đâu mọi người. Muốn hái, muốn bẻ bao nhiêu thì bẻ thôi. Tại vì là cái bản cũ á, người ta cũng không có ra để ăn đâu. Chọn lật bình. Thôi cứ mất trái nhỏ bỏ đi, bỏ một trái thôi. Cái trái mít to đây nè mọi người, nó già rồi. Nhưng mà nó dính giữa trái mít nhỏ với lại trái mít to chung một cuốn á. Ôi được không? Từ từ Thái đổi cho Dảnh Thái ơi, bự lắm. Ôi mọi người xem đây nè, trái mít này thì không có phân bón thuốc xịt gì hết cả. Nó mọc hoang ở đây nhưng mà trái đó nè. To ghê hả Dảnh? Trái mít này nó to hơn nhóc Dảnh luôn. Không được đâu, không được đâu. Giờ là phải đợi anh thôi. Cột dây hả? Anh nó không được. Ui, cái tay anh đỡ thì không tới chứ. Bự quá. Khá cao chứ không phải thấp đâu mọi người. Sang đứng ở đây thì nó cách lên khoảng tầm 1 mét mấy.
Rồi cưng cầm cái cuốn của nó. Dạ. Được chưa? Gịch ngược lên. Rồi phụ, Dạnh. Thái Thái cưng phụ đỡ cho Dạnh Thái. Ui to lắm. Rồi sắp đứt rồi. Sắp đứt rồi. Rồi ráng lên, xíu nữa. Thôi đứt rồi, chuyền xuống cho anh. Rồi Thái cầm hai tay đàng hoàng, chuyền xuống cho anh đỡ một phát là xuống luôn. Không, không thả xuống được. Thái cầm hai tay chưa? Thả xuống nữa. Anh đỡ sơ sơ xuống rồi đó. Từ 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 dính cái tay anh rồi. Ui, rồi, thả đi, thả đi, thả đi, thả đi, thả đi. Rồi, ui, mọi người xem cái mic nè. Rồi, thả luôn Thái. Chưa, 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 chưa. Anh cầm được, anh cầm được, anh cầm được. Cầm, cầm, giữ, 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 giữ nha. Ui, 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 nặng lắm mọi người. Sang với hai đứa nhóc thì vừa mới hái xong được ở đây một cái mít nha. Cái gì vậy? xuống đây một trái đũa hả? Để đây khi nào chín rồi mình hái ăn tiếp. Chưa hái hết thì mới mốt không còn gì để ăn. Ui nhiều lắm. Cả mấy chục trái rồi em à. Cái cây này thì không có phân bón thuốc xịt gì hết cả. Cứ quanh năm này ra trái như thế này thôi. Có ai ra hái đâu mà. Ui xuống luôn. Hai đứa lại ẩm cái mít lên cho anh coi coi. Đã thật. Trái này chắc 20kg á. Ẩm lên, ẩm lên. Đây đây. Ẩm xích lại sao, xích lại, lưu lại. Ôi mọi người xem đây nè. Hai đứa ngồi xuống đi. Như cả một con heo luôn. Cách tự hết. To hơn nhiều nhóc Dạnh á. Giờ thì nghiên cứu cái cách nào để vác nó về ra. Chắc lấy chuối quấn ha. Rồi tranh thủ giờ sang vác cái mít này về nhà. Xong rồi mình bắt đầu cắt ra để chế biến thành cái món mít chiên giòn nha. Nay thì Sang sẽ làm một cái chảo dầu. Xong rồi chiên giòn nguyên cả một cái trái mít to như thế này cho mọi người xem này. Ui trái này chắc 20kg. Mít thường mà to ghê ha. Cái chỗ này rất là tốt quá mà. Quanh năm đâu có ai cho làm gì đâu. Trái này trái mít thường nha. Có lạ ha, trái này cũng già rồi nhưng tí xíu xíu này mà. Bên đây còn trái nhỏ hơn nữa nè. Đây. Cái ông này nhỏ xíu mà già luôn, thơm luôn đó mọi người. Thơm luôn rồi đó. Ăn được luôn, ăn chín luôn đó. Thôi, đây. Nãy giờ thì hai anh em Sang vừa mới vác được cái mít về tới nhà nha. Đổ hết cả mồ hôi luôn. Giờ thì mình sẽ nghiên cứu cách nào để chẻ cái mít ra. Để mà mình làm cái món là mít chiên giòn ha. Thì để làm được cái món mít chiên giòn này á thì mọi người lựa cho Sang những cái mít mà nó không quá non nhưng mà nó cũng không quá già. Già thì nó chín, cái phần muối phía trong nó mềm hẳn đi thì mình chiên không có được. Chỉ những cái trái mít mà phía ngoài nó vẫn còn cứng như thế này nè. Đấy. Nó cứng như thế này á thì cái muối nó vẫn còn giòn. Muối nó vẫn còn sống á thì vừa mới vàng vàng thôi thì mình mang đi chiên thì một xíu ăn rất ngon. Giờ thì cho hai đứa nó chẻ trái mít này ra luôn. Biết chẻ mít chưa? Rồi đưa cái dao đây anh đập xuống cho. Thơm mà dao. Rồi xuống tới dưới luôn. Cắt đi. Rồi. Giờ Thái vô nhà anh lấy giấy ra chùi thôi. Dạ. Đây là phần trái mít mà Sang với mấy đứa vừa mới chẻ ra này. Mọi người xem trái mít này nó vừa tới luôn ha. Nó không quá mềm mà nó cũng không quá non. Cái muối nó thì nó vừa vàng như thế này nè. Thì mình sẽ chiên là ngon nhất nha. Rồi thì Sang sẽ bổ dọc bổ ngang ra, lấy cùi ra phía ngoài, lột cái phần muối này ra. Sang với mấy đứa nhóc thì vừa mới lột cái phần cùi mít ra khỏi cái muối mít nha. Lúc nhỏ thì thấy mẹ làm dễ lắm, nhưng mà khi mà mình làm mới thấy nó khó. Tại vì phần mít già kiểu này thì cái phần cùi nó còn rất là cứng, nó bám sát vô cả cái phần muối của nó luôn. Nên mình lóc ra rất khó luôn. Mình Sang với mấy đứa nhóc cũng lóc không à. Giờ thì tách muối đi Dạnh ơi. Cứ tách hết cái muối này với muối kia, mình bỏ vô trong đây. Xong mình lọc hộ, lắc cái hộp nó ra. Lấy muối thôi. Giờ thì cho mấy đứa nhóc nó bẻ cái phần muối ra khỏi cái vỏ mít ha. Lấy hết cái phần sơ ra. Rồi xíu mình tách hộp sao. Cái trái mít này nó tự mọc á mọi người. Muối nó còn không to. Nhưng mà không to như vậy thì chiên nó lại ngon. Nó cũng không quá mềm ha. Muối nhỏ thì chiên nó dễ hơn. Đây nè. Đây là mấy muối mà mấy đứa nhóc vừa mới lột ra.
Giờ sang đặt điện thoại xuống phụ mấy đứa nhóc lột nha. À, cả một trái mít to, hai anh em sang lột muối ra, chỉ được bao nhiêu đây muối nè mọi người, một rổ muối thôi ha. Làm cái món này thì nó kỳ công lắm. Đầu tiên là mình phải đi hái, xong rồi mình phải lột từng muối ra. Bây giờ tiếp công đoạn tiếp theo là mình phải tách cái phần hột ra khỏi cái phần muối như thế này nè, như nhóc dảnh nó vừa mới làm như thế này nè. Đó, mình tách ra như thế này để một hồi mình chiên ha. Hồi lay hoay nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã lột xong cái phần hột mít ra khỏi cái phần muối rồi nha mọi người. Cái phần muối thì mình lột á, mình tách nó làm đôi như thế này thôi, để một hồi mình chiên thì nó sẽ dễ hơn nha. Tay Sang thì dính muỗng mít, mọi người thông cảm. Cái phần muối mít thì mình cũng đã xong rồi. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ pha chế cái phần bột để một hồi mình nhúng vô mình chiên sao cho nó ngon nhất. Thì Sang có chuẩn bị đây hai loại bột, một bên đây là bột chiên chuối, với một bên đây là một ít bột chiên giòn, với lại bốn cái trứng, một ít hành nữa. Sang làm cái kiểu này thì theo bỏ ra nhanh, bỏ cái dao vô theo cái công thức của mẹ Sang thôi. Giờ thì mình pha trộn hết luôn. Đây rồi, rồi cân đổ hết hai cái bột nó vô, nửa cái này thôi, nửa cái này thôi, cái này là cái bột chiên giòn, lấy một nửa thôi. Rồi lấy đổ hết bột chiên chuối vô, hết luôn. Rồi tiếp theo là cho bốn cái trứng gà vô, rồi dành cho hành vô, cho hành vô luôn đi. Cho hết luôn, cho hết hành luôn. Rồi dành đảo đi, vừa đảo vừa khuấy đều anh, vừa cho nước vô. Giờ thì cho nhóc dảnh nó khuấy, còn Sang cho nước vô để cho nó đều ha. Cứ vừa khuấy vừa cho nước, khuấy mạnh lên, mạnh tay lên. Cái phần bột khi mà mọi người trộn chung, quậy đều lên á, thì tiếp theo mình sẽ nêm cái gia vị cho phần bột mình luôn ha. Thì gia vị ở đây thì Sang sẽ cho một cái muỗng đường để xíu cho nó ngọt một xíu. Rồi dành quay lên đi, nhưng mà mọi người đừng có cho nhiều đường quá nha, cho nhiều đường thì mình chiên sẽ khét. Với lại một ít muối để cho nó chiên nó dễ giòn. À, xong rồi. Vậy là xong cái phần bột của mình. Mít thì cũng đã xong rồi. Giờ bắt cái chảo dầu lên chiên. Xong chưa? Bưng qua kia. Bưng luôn vậy đó. Bưng cứ bưng nguyên cái đó luôn. Tối nay anh em sang nấu ăn thì bừa bộn quá. Ôi thêm một xíu dầu nữa. Dầu mấy đứa nhóc nó bắt lên á thì cũng đã sôi rồi nha. Bây giờ tiếp theo là Sang với mọi người mình sẽ bắt đầu là nhúng cái phần mít này qua bên cái phần bột mình đã trộn sẵn đây này. Mình bỏ vô trong chảo dầu mình chiên. Thì cũng đơn giản thôi. Đây Sang gấp nó qua đây. Mình gấp đây, mình bỏ vô đây. Đấy. Cứ bỏ hết qua đây thôi. Giờ thì đảo đều lên một lần nữa cho cái phần mít này nè, nó thấm hết cái phần bột vào phía trong ha. Rồi mình bắt đầu là bỏ vào trong chảo dầu mình chiên. Vậy là xong rồi đấy. Dầu thì cũng đã sôi đen nè. Dầu thì mình đừng có đốt lửa nhiều quá. Lửa nhiều quá thì khi mình chiên nó sẽ khét nha. Giờ thì Sang sẽ bắt đầu là bỏ cái phần mít này vào phía trong. Cái món này thì nó thơm lắm đó mọi người. Thơm nó ngon lắm. Lúc nhỏ thì Sang hay được mẹ chiên cho ăn. Lâu lắm rồi thì cũng đâu có cái loại mít này để mà chiên lại đâu. Tại vì cái mít này là loại mít thường. Còn mít mít Thái này kia bây giờ thì chiên nó sẽ không ngon bằng mít ngày xưa. Mít này nó giòn lắm. Đây cứ chiên như thế này thôi. Đâu cái miếng nào chưa ấy đâu. Ôi, đúng là lần đó. Hai đứa thì nó vừa mới tắm xong, ra phụ Sang để chiên cho xong cái phần bánh mít của mình. Cái mít này á, khi mọi người nhúng như thế này một lần này, bỏ vô mình chiên nó giòn á, thì mình lấy ra, mình bỏ tiếp vô chảo dầu thêm một lần nữa ha. Cứ nhúng đi nhúng lại vài lần á, thì cái miếng mít thì mới dày, nó mới ngon được. Còn mình nhúng một lần thì không ngon đâu. Đó. Để em nhúng cho, từ từ đi. Cái miếng là màu trắng là nhúng rồi đó. Làm cái món này thì rất là kỳ công. Tại vì mình không thể nào mà mình đốt cái lửa to như bánh chuối được. Mình cứ đốt lửa riu riu thôi. Tại vì cái phần vỏ mít nó dày á, mình cứ chiên từ từ nè, cho nó giòn từ ngoài vào trong luôn. Cái mẻ đầu tiên thì cũng đã giòn rồi. Giờ gấp ra một tờ giấy cho nó thấm dầu nha. Đó, đặt lên trên đây. Gấp ra hết đi dẫn này, làm tiếp mẻ thứ hai. Tranh thủ đi ăn rồi đi ngủ. Sang vừa mới tắm xong thì mấy đứa nhóc cũng đã chiên đây xong được cái phần bánh mít của mình rồi nha mọi người. Mọi người xem cái phần bánh mít mà mình chiên xong đây nè. Nó thơm, nó bốc khói lên, nó rất là hấp dẫn luôn ha. Giờ thì Sang bánh thì cũng đã chiên xong rồi. Giờ thì Sang mời tất cả mọi người ở đây cùng Sang thưởng thức cái món
bánh mít, cái món bánh tuổi thơ của Sang khi bà mẹ chiên cho ăn ha. Rồi giờ ăn đi mấy đứa, bóc đi mọi người một miếng. À, ngửi lại cái mùi bánh mít này thôi là cái mình chảy hết cái phần của miếng ra, tại vì lâu lắm rồi Sang mới được ăn lại cái món này. Và mời tất cả mọi người nha. Hai đứa nó chiên giòn ghê. Thật ra thì cái món bánh này lúc nhỏ Sang hay được mẹ chiên cho ăn lắm, nhưng mà về sau này thì không còn để mà chiên nữa mọi người. Thôi mà, tại vì mít á không phải lúc nào cũng có. Cái mít để mình làm được món bánh mít như thế này thì nó chỉ phù hợp vào cái lúc mà cái mít nó vừa mới già thôi, còn cái mít mà nó non hoặc là nó chín quá thì mình cũng không làm được cái món này đâu. Cái mít mà nó vừa sồn sồn giống như Sang chặt cho mọi người xem á thì cái mít đó là thích hợp nhất nha, là cái lúc này. Mọi người xem phía bên trong nè, cái mít mình chiên nó giòn luôn. Cái vị của cái bánh mít này á, theo như Sang nghĩ thì cái phần bột á của bánh chuối với mít mình pha thì cũng giống như nhau, nhưng mà cái vị của hai cái loại bánh thì nó khác nhau hẳn. Tại vì cái phần phía trong của cái bánh mít khi mình chiên á thì nó sẽ có cái vị rất là thơm, rất là béo luôn, thơm của mùi mít nè, mùi hành nè. Còn cái bánh chuối thì cái chuối nó rất là mềm, khi mình chiên ra thì cái chuối nó sẽ nhão á, còn cái mít thì mình chiên ra thì nó sẽ giòn nha, ăn rất là ngon. Béo không? Ta ăn đi. Thật ra thì một cái mít á Sang có thể chiên ra được rất là nhiều miếng bánh mít như thế này mọi người, nhưng mà tối hôm nay trễ quá, chiên bao nhiêu đây thôi, đủ cho mấy anh em ăn là được rồi. Còn ngày mai phần kim chiên xong phần mít nè, mọi người lột ra mỏng á thì chiên nó sẽ giòn, còn mọi người để nguyên cả muối mình tách hột ra thôi á thì phía trong nó sẽ mềm, nó béo nha. Mọi người muốn chiên nó béo hoặc muốn chiên nó giòn thì tùy cách của mọi người thôi. Giờ đây là một miếng giòn này nè, mời cả mọi người nha. Giòn quá thì ăn mất vị không, nó không còn vị của cái mít nữa, chỉ nghe vị bột thôi mọi người. Tốt nhất là mình chiên sao phía trong nó vẫn còn mềm thì là ngon nhất nha. Theo như Sang nghĩ á, nếu mà cùng một loại bột mình chiên với bánh chuối, cái loại bột đó mình chiên với mít á, thì mít nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, tại vì mít nó béo, nó thơm. Bánh thì Sang cũng đã chế biến xong và cũng đã ăn thưởng thức xong cho mọi người xem rồi. Trời thì cũng khá khuya nên có lẽ là Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì nếu như mọi người như quý Sang á, mọi người thích Sang làm những cái món mà về tuổi thơ, về lúc nhỏ mà Sang hay được mẹ làm cho ăn á, những cái món đặc biệt như thế này á, thì mọi người hãy cho Sang xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Sang ha, để clip tiếp theo Sang sẽ làm nhiều hơn những cái món ăn như thế này cho mọi người xem. Bây giờ Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye, bye.